Đức Phật muốn dạy chúng ta là chúng ta. Thì trước nhất là chúng ta không nghe.
Cho nên anh nhìn về cái chỗ này là muốn nói cho chúng ta thấy được con người đăng đạo. Và con người đăng đạo là con người sống ở trong cái pháp giới, đây ta gọi là thế giới Phật. Cái cốt lõi của kinh Nam Hoa là nằm chỗ đó, muốn chỉ cái Đức Phật mà thường trú cho chúng ta thấy. Và cái tu hành chúng ta được phải đạt ra được. Cho nên lúc bây giờ là hiểu sáu vạn hàng hạ sa bồ tát, mà ở trong đó là có bốn vị thượng thủ cầm đầu. Cái vị thứ nhất là thượng hạnh, thứ hai là vô biên hạnh, thứ ba là an lạc hạnh, thứ tư là tịnh hạnh, thứ ba là tịnh hạnh, thứ tư là ở trong cái thế giới của Phật thì tất cả mọi người đều là Bồ Tát, nhưng mà Bồ Tát thì là thật là vô hạn. Cho nên bây giờ trên cái bước đường tu của chúng ta, ta muốn vào trong thế giới Phật thì chúng ta phải nương vào cái hạnh của các vị Bồ Tát này mà chúng ta tu thì chúng ta mới có thể vào. Vừa trước là thầy nói rằng là thượng hạnh Bồ Tát. Thượng hạnh Bồ Tát là gì? Tức là các vị Bồ Tát mà thích làm những chuyện khó làm, thích làm những chuyện khó làm, mà chính làm được những cái việc khó làm thì mới được mọi người kính trọng chúng ta. Ở trên cuộc đời này thì các bạn tự nghiệm xem, cái người mà thích làm những chuyện khó làm và làm được những cái việc mà người khác không làm nổi thì cái người đó là người được kính trọng. Cho nên trên cái con đường tu của chúng ta, chúng ta phải làm sao mà suy nghĩ tới cái việc này. Và chúng ta đương nhiên muốn làm được những cái chuyện khó làm thì chúng ta phải nỗ lực mà phát huy cái khả năng của chúng ta để làm chuyện khó. Có cái mục tiêu mà muốn làm chuyện khó thì đương nhiên là chúng ta phải phát huy cái trí tuệ chúng ta ở đỉnh cao thì lúc bây giờ mới làm chuyện khó, chứ không phải là tôi thích làm chuyện khó rồi làm được. Không phải ai cũng làm được hết. Ta muốn làm chuyện khó thì cái chuyện đầu tiên gì là chúng ta phải giỏi. Cho nên chúng ta phải giỏi, chúng ta phải khỏe, chúng ta phải thông minh thì lúc bây giờ mới có thể làm được chuyện khó. Cho nên tự rèn luyện cho mình có những cái bẩm chất mà vừa lên trên thì ta mới làm chuyện. Rồi khi mà ta muốn làm như vậy rồi xong, ta chọn những người đây ta làm bạn. Đây là trình độ đường tu, tức là chọn những người mà thích làm những chuyện khó làm bạn, chọn những người mà làm được những chuyện khó làm thầy. Cho nên thầy chúng ta là những người làm được những chuyện mà người khác không làm được, bạn chúng ta là những người thích làm những chuyện khó làm đó, kết hợp lại thành Bồ Tát Nguyên Thủ. Để trên con đường tu thì quý vị nên suy nghĩ cho mình. Cho nên chỗ này là người Nhật có hai nói là Đức Phật đào tạo những vị Bồ Tát cứu đời, chứ không phải đào tạo những người ăn hại. Cho nên anh Nhật nói là nước Nhật là theo đại thừa, không theo tiểu thừa. Nên bên Nhật là không có các vị đi cất thực đi xin ăn, mà là những con người làm nên cho cuộc đời. Cái chỗ này, cho nên cái việc đầu tiên là các Phật tử nên suy nghĩ. Tại nên ta muốn làm được những việc khó làm thì đầu tiên là ta phải tìm những cái bậc mà làm được những việc khó làm, ta tôn kính thầy để ta theo đạo. Còn cái chuyện dễ thì ai cũng làm hết. Cho nên nó nhường cho người khác. Rồi đến những người nào mà thích làm những chuyện khó làm thì ta chọn làm
bạn. Nếu mà ở trong chúng hội đạo tràng này, quý vị thấy, nếu là những cái người mà thích làm những việc khó làm, sống chung với nhau, thì thầy nghĩ chắc chắn mọi việc sẽ tốt và cái xã hội chúng ta chắc chắn là phải tốt. Đây là cái việc. Còn ngược trở lại, nếu mà ai thích làm những chuyện mà dễ làm, ai cũng đòi quyền lợi, thì trường hợp xã hội chúng ta đi xuống. Cái gì có quyền lợi thì tự chia, cái gì còn cần thì biến mất. Đó là cái xã hội nghèo đói, cái xã hội mà biến thành ra địa ngục. Còn thế giới hoàn kiếm của chư Phật là vì tất cả các vị Bồ Tát này thích làm những chuyện khó làm và làm bạn với những người thích làm khó làm, tôn thờ những người làm được những việc khó làm, cho nên từ chỗ này là xây dựng được thế giới Phật. Đó là cái thứ nhất. Cái người mà tôn theo kinh Pháp Hoa là đầu tiên phải học. Cho nên trên bước đường tu của thầy, thầy thường hay quan sát người nào làm được những việc khó làm thì thầy theo thầy học, thầy coi đó là thầy, đó là bậc thầy của mình, đạo sư của mình dẫn đường. Còn ai mà thích làm những chuyện khó làm thì thầy chọn đó là bạn. Thì từ cái chỗ mà thầy ở trên thế gian này, bạn ở trên thế gian này được kết nối với thầy bạn ở trong cái thế giới Phật cao nhất là Phật ở trong cái thế giới thượng tịch quan này là thầy của ta. Cho nên đơn giản là Đức Phật Thích Ca là thầy của ta, là bổn sư của ta, tức là thầy chính của ta. Các vị Bồ Tát là bạn của chúng ta. Trong thế giới Phật thì các vị Bồ Tát là bạn của ta, Phật là thầy của ta. Còn ở trên trần gian này là những người làm được những việc khó làm, ta theo ta học, đó là thầy ta. Những người thích làm những việc khó làm, ta có những bạn ta để cùng với ta mà làm việc. Đó là cái thứ nhất. Thứ hai là gì? Vô biên hạnh. Vô địa biên hạnh có nghĩa là Bồ Tát đa năng. Bồ Tát đa năng tức là bỏ vào lĩnh vực nào là lĩnh vực. Cho nên chỗ này là ta thường hay nói là học. Học cái gì chưa biết là phải học, cái gì ta phải biết hết. Còn ta biết một việc thì khi mà việc khác chúng ta làm được. Cho nên chúng ta học, siêng năng tìm hiểu, để rồi chúng ta gặp bất cứ trong hoàn cảnh nào, tình huống nào, chúng ta cũng có thể ứng xử được. Cái này gọi là vô biên hạnh, chứ không phải biết một việc. Thấy cái gì cần thì chúng ta đều làm được hết. Đây là cái hạng Bồ Tát thứ hai. Cho nên nếu mà ở trong cái chúng hội đạo tràng này có nhiều người đa năng thì cái trường hợp này chắc chắn có cái việc gì xảy ra đều có người giải quyết và làm được hết. Đó là ở trên bước đường tu hành của chúng ta. Cho nên ở trong đạo tràng Pháp Hoa kết hợp cái hạng thứ hai này gọi là Bồ Tát mà đa hạnh, đa năng, làm được nhiều việc. Cái thứ ba là gì? Tức là Bồ Tát tịnh hạnh. Bồ Tát tịnh hạnh có nghĩa là Bồ Tát không có lỗi lầm, không có lỗi lầm, không có thị phi. Đây là trên cái bước đường tu. Cho nên đây ta cũng chọn những người như thế để làm thầy và làm bạn của thầy. Tại vì các cái bậc mà được tôn kính là nhờ họ không có tì vết, họ không có lỗi lầm, họ không có sai phạm, cho nên được mọi người cung kính. Vì vậy đó mà nương theo các vị này để chúng ta học cái hạnh của các ngài. Làm sao mà trở thành con người trong sạch, mà con người trong sạch này đó, để rồi chúng ta mới ví nó như là hoa sen. Cho nên hoa sen tức là trong sạch. Nếu mà chúng ta có nhiều tì vết thì chắc chắn chúng ta không thể nào tồn tại
ở trong cái thế giới tốt đẹp. Chúng ta bị loại ra. Cho nên vì thế mà luôn luôn giữ mình cho thật trong sạch. Cho nên ở trong Phật giáo chúng ta, Đức Phật thường khuyên một cái câu đó, bảo là giữ tâm cho thanh tịnh. Cho nên giữ tâm cho thật thanh tịnh, tức là trong sạch. Từ cái chỗ tâm trong sạch này đó, thì nó mới có cái hành động trong sạch, và nó có cái lời nói trong sạch. Tâm trong sạch, hành động trong sạch, lời nói trong sạch, thì cái trường hợp này đó, mới đi vào trong thế giới Phật được. Đây là cái hạng Bồ Tát thứ ba. Thứ tư là an lập hạnh. An lập hạnh tức là ở trong đại chúng này đó, mình biết cái chỗ nào mình đứng, biết cái chỗ đứng của mình. Nên có những cái người thiệt ra là không nên đứng trước, nhưng mà thích đứng trước thiên hạ, cái này không đúng. Có những người đó, thiệt ra đó, thì nên đứng trước, nhưng mà cứ khiêm tốn, cứ đứng sau, thì cái trường hợp này đó, nó cũng lại trở ngại. Cho nên đó, lúc bây giờ đó, vào ở trong đại chúng, ta coi thử coi ta đứng chỗ nào là phải, ta đứng cái chỗ nào mà phải mọi người có thể chấp nhận được. Nên bây giờ thí dụ như là thầy lớn, nhưng mà bây giờ đó, thầy nhường cho các Phật tử đứng trước thì thầy đứng đằng sau, ai dám đứng trước thầy? Như vậy không đúng. Cho nên an lập hạnh là đứng đúng chỗ của mình. Người lớn, người có uy tín, người đứng trước. Thì lớn này là gì? Thứ nhất đó, là lớn về tuổi tác, cho nên ta kính nhường những người có tuổi tác là những người đứng trước. Thứ hai là ta kính trọng những cái người mà đức độ được mọi người kính trọng, cho nên những người này đứng trước. Thứ ba là ta kính trọng những người này là những người có trí tuệ, cho nên những người này đứng trước. Đi vào ở trong đại chúng ta coi thử ta đứng cái chỗ nào mà mọi người chấp nhận được. Thì như vậy đó, hoàn toàn trong một cái thế giới mà nó yên tĩnh, nó tốt đẹp. Thì sáu vạn hàng hàng sa Bồ Tát cùng đời dung suốt này đều ở trong cái thế giới của Đức Phật mà ra. Thì vì ở trong cái thế giới Phật nó thanh tịnh như vậy, cho nên nó tương ưng với cái tâm của Đức Phật thanh tịnh. Thì bây giờ trên bước đường tu chúng ta cũng phải như thế. Hãy chúng ta tương ưng với cái hạnh nào thì chúng ta sẽ có cái quyết của Bồ Đề ở trong hạnh đó. Nên tất cả các Phật tử chúng ta là thường sanh, ta muốn được gần cái người mà tốt, mà không có người tốt, cứ người xấu tới với ta. Đây là Đức Phật dạy chúng ta nên cân nhắc. Tại khi mà ta chưa tốt thì không thể có bạn tốt được. Khi mà chúng ta tốt mới có bạn tốt. Nên thầy nói Đức Phật khi chưa thành đạo đó, thì cái trường hợp Kiều Trần Như không công nhận Đức Phật là bạn. Nhưng mà khi thành đạo rồi đó, tức là Đức Phật tốt rồi đó, thì lúc bây giờ Kiều Trần Như coi Đức Phật là thầy. Thế nên các Phật tử nghiệm cho thầy. Tại khi mình chưa tốt đó, thì tất cả mọi người chung quanh họ thấy mình không tốt. Họ thấy mình không tốt cho nên họ không chơi với mình. Mình cứ nghĩ tại sao tôi tốt với họ nhưng mà họ không tốt với tôi. Tại sao mọi người xử sự với tôi tệ như vậy? Cái này Đức Phật dạy mình nên tự coi lại mình. Mọi người chưa coi mình là người tốt đó, thì mình cũng tự nhận mình là người không tốt. Cho nên ở trong tâm mình chưa tốt, do đó nó kết thành cái quả bên ngoài của mình tốt. Vì vậy đó, mà chúng ta cố gắng tu hành. Thế là cố gắng tu hành đầu tiên đó, là làm cho cái tâm chúng ta thanh tịnh lần, làm cho cái thân chúng ta thanh tịnh lần, làm cho lời nói chúng ta thanh tịnh lần. Thế nên lời nói thanh tịnh thì trường hợp này rất là dễ. Tức là ta nói, ta ít nói đi, mà ta tụng kinh, ta niệm Phật nhiều để cho khẩu nghiệp thanh tịnh. Thế nên khẩu nghiệp chúng ta thanh tịnh là do chúng ta tụng kinh, do chúng ta niệm Phật.
Mà lần hồi đó cái khẩu nghiệp chúng ta thanh tịnh, đây là ở trên con đường tu. Còn lúc bây giờ đó, cái khẩu nghiệp chúng ta không thanh tịnh thì Đức Phật nói gì? Cái người đó thường hay nói dối, cái người đó thường hay nói dối, cái người đó thường hay nói thiêu dịch, cái người đó thường hay nói cái chuyện mà mâu thuẫn lẫn nhau, cái người đó là thường hay dùng những cái lời thô ác mà nói với người khác, cái này là khẩu nghiệp không thanh tịnh. Cho nên trong lúc đó đó, chúng ta từ bỏ tất cả những chuyện xấu này đi để cho khẩu nghiệp ta thanh tịnh lại. Chỉ có cái cách đó là đọc tụng kinh điển của Phật, của thánh hiền, thì lúc bây giờ đó, khẩu nghiệp ta mới thanh tịnh được. Đó là ở trên cái bước đường tu. Cho nên khi mà chúng ta đọc được nhiều kinh điển, chúng ta đem vào trong ký ức chúng ta nhiều cái điều tốt lành, thì từ cái chỗ này đó, cái lời nói chúng ta mọi người thấy chấp nhận được và tin được, theo được, thì cái trường hợp này nó là khẩu nghiệp chúng ta thanh tịnh và ý nghiệp chúng ta thanh tịnh theo. Cho nên ý nghiệp chúng ta thanh tịnh là gì? Đức Phật nói là không có tham lam, không có bực tức. Cái người mà tham lam và người dễ bực tức thì cái trường hợp này chắc chắn ít ai muốn gặp. Tại vì mình dễ bực tức rồi nhiều khi đó mình mắng chửi người ta, thì cái trường hợp này là không nên rồi. Cho nên ta tập làm sao mà nhẹ nhàng xuống. Cho nên chuyện đáng giận ta không giận ấy. Tập cho được cái chuyện này để ta giữ được cái lời nói của ta chứ. Cho nên khi mà nghiệp chúng ta chưa thanh tịnh, ba nghiệp chưa thanh tịnh thì cái xã hội này chúng ta nó tạo thành cái xã hội của tứ sanh lục đạo, tức là xã hội của bất an rồi. Cho nên từ tâm chúng ta bất an cho nên kết thành cái quả báo quan hệ với nhau trong cái vấn đề bất an. Đó là trên bước đường tu hành thì chúng ta nên rút kinh. Vì vậy đó mà khi ở trong đại chúng, đầu tiên tất cả các Phật tử nên lập cái hạnh gọi là an lập hạnh trước. Cho nên vào ở trong đại chúng mà mình đứng đúng cái vị trí của mình, chắc chắn không ai đặt vấn đề với mình. Đây là cái việc đầu tiên. Cho nên có những người thì không học hiểu nhiều nhưng mà thích nói, cho nên nó làm cho thiên hạ ghét thôi. Ở trong cái hoàn cảnh nào mình cũng có một cái đóng góp nhất định, thì cái trường hợp này chắc chắn người ta sẽ thương mình. Cho nên hạnh này thầy thấy dễ làm. Bây giờ đầu tiên mình bước chân vào chùa thì sao? Mình coi cái việc gì có thể làm được. Từ cái mà mình lượm một cái gai, một cọng rác, một hàng sỏi, để mình làm cho nó thanh tịnh cái cảnh chánh gia lắm này, thì khi mà mình làm được như vậy, mình có một số những cái việc làm ích lợi cho những người chung quanh này. Mặc dù mình không nói gì hết nhưng mà mọi người thấy được cái này, cho nên mọi người thương mình. Cho nên đầu tiên thầy bước chân vào Phật đường Nam Việt thì cái việc mà thầy nhận là gì? Tức là dọn quét nhà vệ sinh. Thế làm cái việc này thôi. Nhưng mà làm cái việc này nó có một cái lợi nào? Làm cái việc này mà mình làm cho nó sạch mọi người, làm sạch cho mọi người, cho nên mọi người trực tiếp hay là gián tiếp đều thờ ơn mình. Cho nên các Phật tử mà khi đi tới những cái nhà vệ sinh công cộng, một số các cái chùa quý vị thấy có những người đi vô đó rồi phóng quế bừa bãi rồi bỏ đi. Cái người đi sau này sao? Họ khổ sở vô cùng, họ quán hận. Thế mình cũng đi chùa nhưng mà mình làm cho người ta quán hận. Nhưng mà có một người nào đó tốt chút, tức là âm thầm dọn quét cái này, tức là mình thấy nó dơ, nó khó chịu cho người khác, cho nên mình giải tỏa được. Đây là cái việc làm mặc dù âm thầm
Nhưng mà chính cái này là sanh ra công đức. Nên thầy, khi mà thầy nhận làm cái trách nhiệm này, làm với tất cả cái tấm lòng của mình, tức là vừa làm vừa niệm Phật, thì chỉ có 3 tháng sau thôi, thì Hòa Thượng Trưởng Ban Hồng Pháp, ngài mới nhìn ngài thấy. Cho nên ngài không cho thầy làm chuyện đó nữa, không cho làm cái chuyện đó nữa, mà ngài cho thầy làm trị giá riêng cho ngài, tức là giúp việc cho ngài. Cho nên từ cái chỗ đó mà học được ở Hòa Thượng Trưởng Ban Hoằng Pháp. Cho nên sau này đó, thầy làm trưởng ban Hoằng Pháp 25 năm. Làm được 25 năm này đó, là nhờ cái thời gian hầu Hòa Thượng Trưởng Ban trước, học được cái kinh nghiệm của ngài. Tại vì ngài thấy siêng năng cho nên ngài thương, ngài thấy mình thông minh cho nên ngài chỉ dạy. Nhờ như vậy mà học được, thì sau này ra làm đạo. Đó là ở trên cái bước đường tu, thì các vị nên nhớ. Còn tất cả những cái người mà đi vào chùa nữa, thấy những cái chuyện này tránh gì nữa. Những chuyện nào khó, cái chuyện nào khổ, chuyện nào thì mình tránh đi. Mà chỗ nào có quyền lợi mình tới mình chia nữa, thì thầy nhìn là thấy những người này không tồn tại được ở trong đạo. Trong khoảng thời gian rồi thì tự nhiên không ai nghĩ tới mình nữa, mình cũng còn chỗ đất nữa trong này đứng. Đó là trên bước đường tu. Rồi nói sao tôi cũng đi chùa, tôi cũng tụng kinh, tôi cũng lại Phật, mà tôi khổ như thế này. Đây là trên bước đường tu ta sai. Cho nên học cái phẩm tùng địa dưỡng xúc ta học. Thì khi mà ta làm được như vậy đó, thì các Bồ Tát này ở đâu? Tức là các Bồ Tát này là ở trong tâm của Đức Phật. Bồ Tát là gì? Bồ Tát là tâm và hạnh. Bồ Tát là tâm và hạnh. Cho nên chính trong lòng Đức Phật đã như thế, và việc làm của Đức Phật đã như thế, cho nên nó kết thành cái quả báo. Tất cả những người như thế đều tới với Đức Phật làm bạn. Đây là trên bước đường tu hành chúng ta thấy. Cho nên những người siêng năng thì họ lại hợp với nhau. Đây là trên bước đường tu. Chứ còn ở trong lòng chúng ta chưa tốt mà chúng ta muốn có người tốt, thì cái chuyện này chắc chắn không có. Cho nên là tất cả các Phật tử học cái phẩm thuận địa dưỡng xúc là nhớ nhất. Học cho được 4 cái hạnh này. 4 cái hạnh này rồi đó, thì mình sẽ có những người bạn đồng hạnh này. Cho nên lúc bây giờ đó, thì Ngài Phổ Hiền mới dạy chúng ta sao? Những người cùng tôi đồng một hạnh, cầu được sanh chung các cõi nước, thân khẩu ý nghiệp đều đồng nhau, tất cả hạnh màu cùng tu tập. Đấy chính. Thế những người cùng hạnh với mình sanh chung. Còn nãy mình tham lam ích kỷ thì mình cũng sẽ gặp những người bạn tham lam ích kỷ. Cho nên mình lừa đảo thì mình vẫn gặp người bạn lừa gạt. Cho nên mình gạt người kia thì mình bị người khác gạt lại mình. Đây là trên cuộc đời này ta nhìn kỹ rồi chúng ta thấy rõ. Cho nên người tốt họ sẽ có bạn tốt, mà người xấu phải có bạn xấu thôi. Khi mà chúng ta có những người bạn xấu chung quanh, ta biết lòng ta chưa tốt thật. Vì vậy đó, mà từ ở trong cái thế giới vật chất thực này đó, đi vào trong thế giới siêu hình của chư Phật đó, nó gần nhau. Tu thì ở trên cuộc đời này, nhưng mà chứng thì ở trong thế giới Phật. Cho nên ở trên cuộc đời này ta làm những cái chuyện Phật đã làm đó, thì cái trường hợp khi chết chắc chắn ta về Phật. Đây là cái điều thứ nhất mà khi chúng ta học cái phẩm tùng niệm xúc, quý vị nên suy nghĩ và ứng dụng vào trong cuộc đời. Thì Đức Phật nói là 6 vạn hằng hà sa quyến thuộc này đó là do ngài giáo hóa, do ngài huấn luyện. Nó huấn luyện bằng cách nào? Tức là trong lúc mà mình tu tập đó, mình rèn luyện cái này, mình rèn luyện cái này đó, thì mình sẽ cảm được những người chung quanh mình đồng hành. Đây là ở trên cái bước đường tu đó chúng ta nhận ra được. Bây giờ từ cái chỗ đó chúng ta tiến sang cái phẩm thứ 16, tức là phẩm Như Lai Thọ Lượng. Ta nói Như Lai Thọ Lượng là gì? Tức là bây giờ chúng ta tìm Đức Phật thật. Tức là Phật là cái gì đây?
Đây là quý vị nên suy nghĩ. Cho nên thường khi mà nói tới Phật thì ta nói tới Phật có ba thân. Thứ nhất là thanh tịnh pháp thân, thứ nhì là viên mãn báo thân, và thứ ba nữa là thiên bá ức quá sanh thân. Đây ba thân của Đức Phật. Cho nên nói tới Phật là ta phải nói tới ba vị. Không có ba loại này thì không phải là Phật. Thì bây giờ đó, tất cả mọi người chúng ta khi mà nói tới Phật là phần nhiều chúng ta chỉ nghĩ tới Đức Phật ứng hóa thân trên cuộc đời này thôi. Cho nên Đức Phật ứng hóa thân trên cuộc đời có nghĩa là Đức Phật cái khi mà sanh vô ở trong trong dòng họ Thích Ca, con của vua Tịnh Phạn, làm con người rồi đi tu thành Phật. Cho nên chúng ta chỉ thấy là con người tu thành Phật, cho nên có Phật này. Cho nên trong cái phẩm Như Lai Thọ Lượng, Đức Phật nói là trời, người và A-tu-la cho rằng ta xuất thân từ cung dòng họ Thích, đến cội Bồ Đề gần thành Già Gia mà thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thì cái này là tất cả các Phật tử ai có đi hành hương Ấn Độ thì biết. Cái thành Già Gia, cái thành Già Gia tức là ngày nay ta gọi là cái tứ bang Biha của Ấn Độ. Chỗ đó nó có một cái Bồ Đề đạo tràng, là cái chỗ Đức Phật ngồi thành đạo, mà bây giờ cây Bồ Đề nó còn, cây Bồ Đề Đức Phật ngồi đó bây giờ vẫn còn. Rồi vua được có xây chỗ đó cái tòa tháp gọi là Kim Cang Tháp, tức là cái tòa tháp này để kỷ niệm Đức Phật thành đạo ở đây. Cho nên tất cả mọi người bây giờ cái khi đi hành hương, người ta tới là chiêm bái cái chỗ này, chiêm bái chỗ này. Nhưng mà khi tới chiêm bái chỗ này thì sao? Thành ra tất cả các Phật tử chúng ta tới đây nghĩ hồi đó Đức Phật ngồi đây thành Phật, cho nên thôi tới đây mình cũng lại cái Bồ Đề, mình cũng lại tháp thành đạo, rồi mình đi thôi. Nhưng mà cái khi chiêm bái chỗ này sâu hơn một chút, xa một chút thì nó khác. Cho nên khi mà thầy tới đây thầy thấy có những người Tây Tạng, có những người Tây Tạng mà ở đây suốt cả tuần lễ, suốt cả ba tháng, mà ngày nào cũng vậy, từ sáng tới chiều họ cứ lại. Đây có Phật tử nào đi Ấn Độ chưa? Ta đã thấy những người Tây Tạng sáng thầy ra thật sớm thầy thấy họ vẫn lại, rồi chiều tối thầy ra thầy vẫn thấy họ lại. Họ làm một chuyện chúng ta thấy rất lạ. Cho nên chỗ này chúng ta có suy nghĩ, tức là lại cây Bồ Đề hay là lại cái tháp, chỗ này ta suy nghĩ thêm. Nếu ta tu theo kinh Pháp Hoa thì chỗ này ta nhìn xa một chút, ta nên nhìn xa một chút để chúng ta nên nhìn cây Bồ Đề, chúng ta nhìn cho thật lâu rồi chúng ta mới hồi tưởng lại khi Đức Phật ngồi đây Đức Phật thành đạo. Đức Phật ngồi chỗ này mà Đức thành Phật thành Phật, để chúng ta có cái độ cảm về ngài. Anh nói Hòa Thượng Siêu, Hòa Thượng nói với tôi thế này: cái khi mà tôi tới chiêm bái cái cây Bồ Đề đó, ta nên nhìn cái cây Bồ Đề đó, tự nhiên hai hàng nước mắt nó rớt xuống, nó tự nhiên thấy thương Đức Phật thế này. Ít nhất cái người có cái độ cảm của Phật như vậy, thành ra có cái độ cảm của Phật như vậy đó, thì trên bước đường tu chúng ta nó chắc chắn nó sẽ có một kết quả mà khác hơn người thường. Cho nên người thường tới muốn lại cho nhanh rồi muốn tiếp tục đi, không có thì giờ. Nhưng mà có những người tới đây nhìn rồi thấy tự nhiên cảm Đức Phật, rồi nhớ tới Đức Phật. Khi mà cảm Đức Phật, nhớ tới Đức Phật thì sao? Đây bắt đầu chúng ta đi vào thế giới tâm linh. Thế giới tâm linh tức là cảm về Đức Phật, tức là trong lòng chúng ta có nghĩ về Đức Phật,
Mà khi lòng chúng ta nghĩ về Đức Phật, đầu tiên chúng ta nhìn cây Bồ Đề, rồi chúng ta bắt đầu nghĩ về Đức Phật. Nghĩ thì ta nghĩ sao? Thầy thường thường thầy nghĩ, bây giờ Đức Phật đang ở đâu? Tức là bây giờ Đức Phật đang ở đâu? Thế khi mà chúng ta lại Đức Phật thì chúng ta liền nghĩ tới hầu đó Đức Phật ngồi chỗ này, cái tượng Đức Phật là thế này, nhưng mà bây giờ Đức Phật đang ở đâu? Cho nên khởi lên cái niệm thứ hai là tìm Phật. Đây là trên bước đường, ta đã tìm Phật. Mà tìm Phật ở đâu? Tức là tìm Phật ngay ở trong lòng chúng ta. Ta đã trong lòng chúng ta, cho nên trên bước đường tu cái chỗ này chính. Ta đã tìm Phật ở trong lòng chúng ta đó, thì nó có nghĩa là bây giờ đây chúng ta ngồi đây, nhưng mà lòng chúng ta đó, nghĩ về cây Bồ Đề ở bên Ấn Độ, lòng chúng ta đang nghĩ về núi Linh Thú, lòng chúng ta đang nghĩ về hai cây sa la chỗ Đức Phật nhập niết bàn, lòng chúng ta nghĩ về Lâm Tỳ Ni. Cho nên cái tâm của chúng ta, cái tâm chúng ta không ai ngăn cản được. Cái con người chúng ta thì muốn đi Ấn Độ thì quý vị phải có hộ chiếu, rồi phải xin chiếu khám, rồi phải mua vé máy bay rồi đi mang cái xác. Nhưng mà cái tâm của chúng ta đi nữa thì ta khỏi tất cả. Cho nên cái tu của chúng ta, cái tu của chúng ta là như thế. Cho nên tu của chúng ta đó, từ đây đi qua Ấn Độ, ta đi qua Ấn Độ thì chúng ta liền nghĩ tới cây Bồ Đề đó, nghĩ tới Đức Phật đó. Thì lúc bây giờ đấy, cây Bồ Đề hiện ra, Pháp hiện ra, và thậm chí Phật hiện ra. Cho nên khi chúng ta nghĩ tới thì cái này đã hiện ra ngay trong lòng chúng ta. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta là gì? Tức là cái tâm nó không bị chướng ngại, cho nên nó siêu không gian. Vì vậy mà từ đây qua tới Tây Phương của Đức Phật A-di-đà cách 10 muôn ức thế giới, mà khi chúng ta khởi niệm lên thì chúng ta liền tới A Tức Bược. Đây các Phật tử, nếu mà chúng ta tu thực, chúng ta luyện, chúng ta sẽ nhận ra. Tại khi chúng ta ngồi, chúng ta niệm Phật Di Đà thì lúc bây giờ ta hình dung ra Đức Phật Di Đà. Ta tụng kinh Di Đà thì ta hình dung ra ao thất bảo. Ta nên tụng kinh Di Đà thì ta hình dung ra tất cả các vị Bồ Tát. Tất cả những này là sao? Do tâm chúng ta suy nghĩ. Thành ra tâm ta suy nghĩ thì chỗ đó là chúng ta tu. Còn có những người đó mà tụng kinh tụng suốt ngày, nhưng mà cái tâm để chỗ khác. Cái miệng tụng kinh nhưng mà cái tâm để chỗ khác, thì cái trường hợp cái chỗ mà ta để tâm đó là cái quả tới được. Thành ra có những cái người mà tay cứ lần chuỗi, tay lần chuỗi, nhưng mà họ lắng nghe có những cái gì xảy ra xung quanh thì họ có phản ứng. Các vị có bao giờ thấy những cái người tu chưa? Chắc chắn không có kết quả. Cho nên tay thì lần chuỗi, nhưng mà tay này thì lắng nghe, cho nên thấy có cái gì đó thì dục ngừng lại để cãi cái nào đó. Đây những người tu này nữa, là cái tâm họ đem gắn vô cái chuyện phải trái hơn thua này, chứ cái tâm họ gắn vào cái chỗ Đức Phật Di Đà, cho nên họ càng tu họ càng đọa. Còn cái người mà tu tịnh độ niệm Phật Di Đà nữa, nó khác chứ. Cho nên ta bắt đầu ta phóng tâm đi, ta nên đưa cái tâm chúng ta, đưa tâm chúng ta đi lại. Cho nên cái tịnh độ tâm của Nhật Bản họ tu, tôi thấy họ có một cái tu thực của họ có kết quả. Cho nên các vị mà tu bên tịnh độ tâm còn nhiều, họ ngồi ở trên bờ biển, họ ngồi bờ biển họ nhìn biển. Tại vì khi mà nhìn biển nhìn xa đó
thì mình dễ có cái tầm nhìn xa hơn. Còn ở đây chúng ta nhìn ra chúng ta bị ngăn cách bởi cây. Còn ở trên bờ biển mà chúng ta nhìn ra, chúng ta nhìn xa, xa mù. Cho nên họ nhìn mặt trời mọc, họ nhìn mặt trời lặn, họ nhìn biển. Thì như vậy đó, ở trong kinh Quán Vô Lượng Thọ thì Đức Phật dạy chúng ta thế nào? Đầu tiên ta nhìn biển, ta nhìn sóng nước, ta nhìn xa hơn, nhìn xa hơn, ta đưa cái tâm chúng ta đi xa hơn, mà để chúng ta có cái cảm giác đó là ta đi tới 10 muôn ước Phật độ, phóng tâm xa. Cho nên khi mà cái người niệm Phật như vậy, cái tâm họ đi quá xa rồi đó, thì họ quên mất họ đang có cái thân đang ngồi đây. Thế nên tôi có những người bạn họ tu như vậy. Thế nên nhiều bạn họ tu tình độ. Tại vì cái ông bạn này ngày xưa đối với tôi rất thân. Cho nên cái khi mà ông bị phát hiện ra có cái bệnh ung thư tuyến tụy, thì lúc bây giờ đó ông nghĩ chắc chắn là mình phải chết thôi. Sống thêm ít năm là chết, hay ít tháng là chết, không sống nữa. Cho nên từ cái chỗ đó mà ông nhiếp tâm ông niệm Phật. Ông nhiếp tâm ông niệm Phật. Ông nhiếp tâm và quyết tâm đó, phải niệm Phật cho đến khi mà thấy Phật. Do đó mà ông cứ ngồi ở trên bờ biển, ông nhìn mặt trời, cứ nhìn mặt trời lạnh thôi. Nhờ như vậy đó mà cái tâm ông nó đi xa, nó đi xa cái thế giới mình đang sống này. Tức là thế giới ta bà và thế giới cực lạc, hai cái này cách nhau xa lắm. Cho nên lần lần mình bỏ cái thế giới ta bà đằng sau mình. Cho nên thế giới ta bà bỏ phía sau mình ấy, là thế giới ta bà là gì? Tức là cái thế giới của hơn thua phải trái trên cuộc đời này. Cho nên những người niệm Phật lần lần ta quên mất cái này. Cho nên có những người ghét ta, có những người nói xấu ta, có những người chê bai ta, tất cả này ta quên hết đi. Rồi thậm chí tới cái công ăn việc làm chúng ta cũng quên luôn nữa. Cho nên người thân chúng ta, người quán ta bỏ trước, người thân ta bỏ sau, cho tới cuối cùng ở trong lòng chúng ta hoàn toàn trống trải, tại vì tâm chúng ta đã đi xa thế giới này. Mặc dù thân ta còn ở thế giới này, nhưng mà tâm chúng ta đã lần lần đi xa, cho nên đưa cái tâm chúng ta ra ngoài biển khơi, rồi đưa tâm ta đi xa nữa, cho tới cái khi nào đó mà chúng ta bắt gặp được hình ảnh của Đức Phật A Di Đà, bắt gặp được cái thế giới cực lạc. Đây cái ông này ông tu đó, là ông nghĩ ông quyết tâm niệm Phật để vãng sanh về thế giới Phật. Tại vì ông nghĩ ông sống rồi. Nhưng mà tự nhiên cái bệnh ung thư ông nó tiêu mất. Nó tiêu mất, ông sống. Người ta nói ông có thể sống quá 5 năm. Nhưng mà bữa trước ông về ông thăm tôi đó, ông tính ra là như vậy đó, ông đã sống được trên 15 năm mà cũng chưa chết. Đây là trên bước đường tu. Cho nên chúng ta phóng tâm đi, bỏ cái thế giới ta bà. Thân là ở thế giới ta bà, nhưng mà tâm chúng ta đó mà đem cấy vào trong được ao thất bảo của Đức Phật A Di Đà, thế giới cực lạc, thì tu trên bước đường tu ta có kết quả. Cho nên dụng cái tâm này để tu hành. Do đó ta ngồi đây ta nghĩ về Bồ Đề Đạo Tràng. Và nghĩ về Bồ Đề Đạo Tràng, ta nghĩ xa một bước nữa đó, thì ta thường hay nghĩ Đức Phật bây giờ ở đâu? Tên Đức Phật bây giờ ở đâu? Cho nên ta phóng tâm ta đi tìm Phật. Ta đi tìm Phật. Thì khi nào chúng ta tìm được Phật? Tìm ở đâu? Tức là tìm được Phật, đi tìm bằng cái tâm của chúng ta. Thì khi đó tâm chúng ta được thấy Phật. Tại là tâm chúng ta được thấy Phật, cho nên tâm chúng ta đã được Đức Phật xoa đầu thọ ký. Mà trên bước đường tu hành được Đức Phật thọ ký cho chúng ta, nên được Đức Phật thọ ký cuộc đời này ta đổi khác. Mặc dù mọi việc chúng ta thấy không cần, kể cả cái sự sống chúng ta không cần, nhưng mà ta vẫn sống và ta vẫn làm ra. Đây là trên bước đường tu. Cho nên lúc bây giờ cái phẩm Như Lai Thọ Lượng này gợi chúng ta thấy, thứ nhất là Đức Phật sanh trên cuộc đời này, mà tôi nói là Đức Phật sanh ở Ấn Độ.
Cho nên Đức Phật sanh ở Ấn Độ, cho nên lúc bây giờ ta đi tới Ấn Độ ta tìm Đức Phật đã vào Niết Bàn rồi, Đức Phật không còn Ấn Độ nữa. Nhưng mà ta nghĩ Đức Phật vào Niết Bàn rồi mà Đức Phật còn hay Đức Phật chết? Đây Kinh Pháp Hoa nói, Kinh Pháp Hoa nói cho ta, tức là Kinh Pháp Hoa nói là vào Niết Bàn nhưng mà không phải chết. Cái người nào nghĩ Đức Phật chết rồi đó, thì người đó không hiểu đạo. Cho nên Đức Phật vào Niết Bàn nhưng mà Đức Phật chết, tức là Đức Phật vẫn sống ở trong thế giới của Phật. Cho nên lúc bây giờ đó, ta muốn tìm Đức Phật thì ta phải vào thế giới Phật để ta tìm. Cho nên là hướng tâm về Đức Phật, cho nên hướng tâm về Đức Phật để tìm Đức Phật. Mà khi tìm Đức Phật này đó, vào thế giới Phật để tìm Phật, thì Đức Phật nói ra cái gì? Chúng ta phải tìm cái cửa ngõ để đi vào Đức Phật. Thì trong đó sao? Cái phẩm Như Lai Thọ Lượng mới đem thí dụ cho chúng ta thấy. Cái ông Lương Y, có ông Lương Y, ông thầy thuốc. Tại ra những cái đứa con uống lầm thuốc độc làm mất bản tâm này. Tức là bản tâm mất rồi, cho nên bản tâm mất, cho nên cuồng si ở trên cuộc đời này, cứ tiếp nhận cái khổ này sang khổ khác, nó chồng chất lên nhau. Đây là cái khổ của chúng sanh. Nhưng mà cái khi đó Đức Phật xuất hiện trên cuộc đời, Đức Phật xuất hiện trên cuộc đời có nghĩa là Đức Phật đã tìm ra một cái phương thuốc để mà giải cái này ra, giải cái bệnh này, bệnh cuồng si. Nhưng mà cái khi đưa thuốc cho những đứa con này đó, thì nó không chịu uống. Cho nên những đứa con này nó không chịu uống thuốc đâu, thuốc đắng nó không uống đâu. Mà chỉ thích là cái ông Lương Y này cứu nó, giúp nó, lo cho nó. Mà cứu nó, giúp nó, lo cho nó đó, để nó trở thành con người ăn hại suốt đời, thì chuyện này Phật không làm. Đây là trên cái bước đường tu nên chúng ta nghiệm, Phật không làm. Nhưng mà Phật thì Ngài nói rằng Ngài muốn cho ta làm Phật, muốn cho tất cả chúng sanh làm Phật. Chứ Đức Phật không muốn mà chúng ta làm con chúng sanh và cứ ăn hại hoài. Phật phải làm chuyện đó. Cho nên ta học Kinh Pháp Hoa để ta hiểu. Tức là Đức Phật thành Phật từ vô lượng kiếp trước, nhưng mà Ngài hiện lên trên cuộc đời này, Ngài hiện lên trên cuộc đời này nữa, để Ngài tìm bốn cái loại thuốc để mà Ngài chữa cái bệnh này cho chúng ta. Chữa bệnh này cho chúng ta được mạnh, hay là nói cách khác đó, là cho chúng ta làm Phật. Cái này cốt lõi Kinh Pháp Hoa nè. Thì bốn cái loại thuốc đó là gì? Cho nên ở đây người ta trở lại cái thời pháp đầu tiên của Đức Phật, ta gọi là Tứ Thánh Đế. Cái Tứ Thánh Đế này là bốn chân lý này nhé, là cái vị thuốc để mà cứu chúng ta, mà đưa chúng ta ra khỏi cái thế giới sanh tử ảo giác này, để chúng ta tới cái thế giới Niết Bàn, tức là thế giới của chư Phật. Tức là tìm Phật thì phải vào thế giới Phật, mà vào thế giới Phật cái đây là Niết Bàn. Cho nên trên bước đường tu chúng ta là phải tới Niết Bàn thôi. Nhưng mà sự thật đó, là mọi người muốn được Niết Bàn nhưng mà lại sợ cực, không muốn tu. Cái sự thật đó. Cho nên Đức Phật đưa ra cái phương pháp này, các vị nên nhận thức về cái cuộc đời này. Hỏi cuộc đời này là khổ hay là vui? Thì đa số nó khổ. Thì có người nói là khổ nhiều mà vui ít. Người thì thấy hoàn toàn khổ không vui, người thì nói là khổ nhiều mà vui ít, có người thì nói vui rồi trở thành khổ. Ta nói vui rồi trở thành khổ, ta nói mới bữa trước vui bữa sau khổ. Cho nên trên cuộc đời này ta nhìn kỹ lại cuộc sống, gần như là tất cả mọi người ai cũng nhận ra là khổ. Mà dầu có vui có sướng mấy đi nữa đó, thì cái trường hợp nó nằm ở trong cái dạng
mà già, bệnh và chết đó, thì ba cái này không ai nói vui hết. Cho nên chết thì không có thể nói là vui được, mà bệnh cũng không nói là vui được, mà già cũng không nói là vui được. Cho nên khi mình già rồi là mình bắt đầu yếu ớt, bắt đầu khó khăn rồi, ăn không ngon, ngủ không được nữa. Đây là trên cái bước đường tu ta nghiệm này. Già rồi, bây giờ ta già rồi, ta yếu rồi, cho nên ta không làm được gì nữa hết, khổ. Cho nên sanh già bệnh chết là bốn cái tướng khổ này, để mọi người ai cũng thoát được hết, ai cũng thoát. Còn tất cả những cái khổ khác là người có người không, tức là cầu bất đắc khổ, mong cầu mà không được cũng khổ. Quán tánh hội khổ, tức là những cái người mình ưa thích mà phải sống chung, khổ. Thế là tất cả những cái khổ mà ta có đấy, thì quán tánh hội khổ, tức là những người ta không thích mà ta phải sống chung, ái biệt ly khổ, cái người ta thương mà ta phải chia tay, cho nên khổ. Thì tất cả những khổ này sao? Tức là có người không có, tức là nhờ có phước. Có phước đó, cho nên ta sanh ra trong một cái gia đình mà cha mẹ anh em hòa thuận, vợ chồng con cái được hòa thuận, đây là vui. Tức là những người ta thương yêu nhất là được sống chung. Ta không bị có một cái là những người ta thương nhất mà chết trận mất rồi, ta ngồi nữa ta nhớ thôi. Những người ta thương á thì họ chết rồi, còn những người mà ta đang sống ở đây, họ hành hạ ta quá đi. Cho nên có những người thậm chí mà họ khổ với những đứa con của họ. Đây là trên bước đường tu hành ấy, chúng ta nhìn kỹ, đây là khổ cuộc đời. Nhưng mà Đức Phật dạy chúng ta nó có một cái loại thuốc để trừ cái này, trừ cái khổ này, loại thuốc. Mà trừ được cái khổ này đó, thì chúng ta tới Niết Bàn, chúng ta sẽ gặp Phật. Rồi sau đó chúng ta mới học được cái hạnh Bồ Tát, sau đó chúng ta mới kết hợp với những cái vị Bồ Tát thực mà bốn cái hạnh tôi nói trên: thượng hạnh, vô biên hạnh, tịnh hạnh và an lạc hạnh của chúng ta. Thì bây giờ đi vào cái con đường này, vào con đường mà của Đức Phật chỉ đây, đây ta gọi là đạo đế. Đạo đế tức là cái con đường mà đi tới Niết Bàn, không có nào khác hơn. Chỉ có một con đường duy nhất này tới Niết Bàn thôi, tức con đường này hết khổ, và con đường này sẽ tới với Phật. Cho nên muốn đi tìm Phật, cho nên phải tới với Phật. Vì vậy đó mà tôi từ hồi nhỏ, cho nên tôi nghĩ tới Đức Phật, tôi không biết Ngài ở đâu, cho nên cố gắng đi tìm Phật. Mà cố gắng đi tìm Phật á, thì tìm ở đâu? Tức là tìm ở trong kinh Pháp Hoa này, tức là tìm cái bài thuốc mà chữa được cái bệnh cuồng si chúng ta, để chúng ta vào Niết Bàn chúng ta thấy Phật. Cho nên từ đó cái tâm mình nó yên tĩnh lặng, mắt mình nó sáng lặng, mình nhìn cái cuộc đời này nó tốt lần ra, và chúng ta thấy ta gần được với Phật hơn. Đây là trên bước đường. Cho nên tôi trải qua hơn 60 năm tu hành, tôi cảm thấy mình mỗi ngày mình gần được với Đức Phật, mỗi ngày mình gần được Phật, và mỗi ngày mình xa lìa được cái thế giới khổ đau này. Mà khi tâm mình gần được với Phật, xa rời được cái thế giới khổ đau ấy, thì sao? Tức là những người xung quanh họ làm khổ mình, mặc dù mình không có sợ, nhưng mà họ không làm khổ mình nữa là nghiệp thì mình hết rồi. Còn tất cả mọi người khác đó, thì sợ cái khổ đau, nhưng mà luôn luôn tạo cái nhân khổ. Thành ra tôi có một người bạn, anh này anh nói anh khổ quá đi. Còn anh khổ cái gì? Nói tôi khổ bà xã tôi. Tôi khổ gì bà xã tôi? Hỏi bà xã anh sao? Bà chuyên đến đề, có bao nhiêu tiền mới làm tiêu hết, nhà cửa giấy tờ mới cầm cho ta luôn. Khổ quá. Thế nên tôi nói với anh thôi, tôi mai anh chúc là tôi cũng có bà xã.
Tại cái này sao? Tại mình tạo nên. Tức là nghiệp này mình tạo nên mà. Tại là tất cả cái gì mình tạo nên ấy, thì cái này ấy, nó thành nghiệp của mình. Anh bỏ nó đi thì cái trường hợp này mình hết. Anh này mới hỏi tôi còn cách nào nữa. Tôi nói còn có cách duy nhất là trốn đi. Anh trốn qua đây. Tôi biểu trốn đi phải không? Anh mới nói tôi nói, không được thầy. Thầy con thương bà quá mà. Như vậy mình nghiệp nặng quá rồi. Bà làm hết tiền bà bán nhà luôn mà cũng còn thương bà nữa. Thôi thì tiếp tục làm trả nợ. Nợ quan gia kiếp này, nợ quan gia kiếp sau, nợ quan gia. Cứ như vậy mà đi tới. Đây là chân. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta tất cả cái này khổ. Bỏ hết cái khổ này đó, thì tâm chúng ta mới vắng lặng được. Mà tâm chúng ta vắng lặng được đó, thì lúc bây giờ những cái năng lực siêu nhiên đó, ở trong con người ta nó mới bừng lên. Cái trí tuệ nó mới vượt lên, gọi là trí tuệ vô lậu. Trí tuệ vô lậu, năng lực siêu nhiên đó, nó mới bừng lên trong người chúng ta, thì chúng ta mới trở thành ra hiền, thánh và Phật. Con đường Phật đây là trên con đường. Cho nên bắt đầu Đức Phật dạy con người ta khi muốn tới Phật, muốn thấy Phật thì phải thực tập cái pháp này. Thực tập cái pháp này trong kinh Pháp Hoa gọi là uống thuốc. Trước đây chúng ta uống lầm thuốc độc, cho nên chúng ta khổ như thế này. Bây giờ là chúng ta uống thuốc để chữa cái độc này, hết cái độc này đi, thì chúng ta được lành mạnh trở lại. Cho nên muốn làm Phật thì phải học Phật và làm theo Phật thì chúng ta sẽ trở thành Phật. Còn ta làm theo cái việc của ma mà chúng ta muốn làm Phật, muốn thành Phật thì cái chuyện này không thể có được. Đó là cái đường tu. Thì như vậy nhé, ở trong cái thời pháp đầu tiên của Đức Phật mà Ngài nói cho Tăng Nhân Kiều Trường Như nghe đó, thì mấy ông này liền đắc quả là đắc thánh quả liền. Thế nên thực tập cái này đắc quả thì cái gì? Đầu tiên là chúng ta tập bớt lệ thuộc vật chất. Cho đến khi mà không lệ thuộc vật chất, cái tâm chúng ta không lệ thuộc vật chất nữa, thì chúng ta giải thoát được phần. Cho nên bớt là sao? Tức là bớt cái ham muốn này. Cho nên bớt cái ham muốn về vật chất. Tại Đức Phật nói là trong cuộc sống con người này, nó không đòi hỏi nhiều như cái chúng ta muốn đâu. Đây là trên bước đường tu. Cho nên hạn chế. Mãi hạn chế được một phần ham muốn thì chúng ta bớt được mừng khổ. Đó là trên bước đường tu. Cho nên kinh nghiệm của tôi trong lúc tôi còn đi học, phải nói là lúc đó tôi rất nghèo. Một tháng tôi chỉ có $50 thôi. Học bổng tôi có chừng đó thôi, nhưng mà tôi vẫn dư. Còn những người bạn của tôi đó, một tháng nó được $150 hay là $200, nhưng mà nó vẫn thiếu. Nó vẫn thiếu rồi nó tới nó mượn tôi đó. Nó nói sao quý vị? Nó nói ông tu ông đâu biết xài tiền đâu. Nó dễ thương vậy. Cái ham muốn của con người nữa, người xưa đã nói như là cái gì? Cái giếng không có đáy cả. Đổ bao nhiêu xuống nó cũng mất hết. Vì vậy đó mà ông Thánh ông dạy chúng ta trì túc. Cho nên biết thì đủ, bao nhiêu cũng đủ. Đây là trên bước đường tu. Đức Phật thì dạy chúng ta nên cân nhắc với cái số tiền mình có. Đức Phật dạy đó. Cho nên một ngày chúng ta kiếm ra được bao nhiêu thì chúng ta nên tiêu bao nhiêu. Cho nên Đức Phật có dạy rõ ràng, tức là chúng ta không nên tiêu quá 50% cái chúng ta có. Phải không? Còn 50% này quý vị để làm gì?
để cho vấn đề tái tạo, để cho vấn đề tái tạo, để phòng hờ những khi chúng ta không kiếm ra được, phải không? Để chúng ta có chứ. Đây là trên cái bước đường tu hành. Nhưng mà nếu quý vị tiêu hết cái số tiền chúng ta có đó, thì cái này chúng ta cũng khổ. Cho nên tôi nhớ cái khi mà tôi sang Ấn Độ, tới cái chỗ cái chùa Việt Nam của thầy Huyền Diệu, thầy có thuê mấy cái anh Ấn Độ làm vườn. Thì bây giờ đã các Phật tử đi theo đó, thấy mấy anh này làm đó, thấy tội nghiệp đó, cho nên đem cho tiền anh. Cho tiền anh, anh đếm gom lại anh được 10 đô la. Tại anh làm cho thầy Huyền Diệu một ngày có 1 đô la thôi. Mà bây giờ anh được 10 đô la rồi đó, anh vô anh kêu thầy Huyền Diệu, anh nó cho phép anh được nghỉ 10 ngày. Nên thầy Huyền Diệu mới nói, ông nói thầy hại tôi rồi. Thành ra đem cho tiền nó, thì bây giờ nó có tiền nó ăn thì nó không chịu làm nữa. Mấy anh này có một cái là ăn hết rồi mới làm. Nó nghĩ sao? Tại tiền không để dành, để dành bữa tối mình chết thì sao? Cho nên nó có bao nhiêu phải ăn hết. Thế ngày nay kiếm được 1 đồng thì ăn hết đồng này, rồi ngày mai đi kiếm cái khác. Kiếm được bao nhiêu ăn bao nhiêu, rồi khi chết hết. Còn Đức Phật có dạy chúng ta nên để dành lại 50% phòng hờ cái khi khó khăn và tái tạo. Đây là trên cái bước đường tu hành. Cho nên ta căn cứ theo lời dạy của Đức Phật mà ta điều chỉnh lần để chúng ta bớt khổ. Chúng ta bớt khổ này tức là điều chỉnh cái vấn đề tiêu xài. Nếu quý vị tiêu ít thì quý vị lao động ít thôi. Nếu mình làm ít, mình thu nhập ít mà mình tiêu nhiều nữa thì vỡ nợ. Bây giờ làm bao nhiêu, xài hết bao nhiêu thì cũng khổ. Cho nên nếu ta có được một phần tích lũy, hay là thậm chí ta biến cái phần này trở thành công đức, thì cái này hành Bồ Tát Đạo còn lâu dài. Đó là ở trên cái bước đường tu hành của chúng ta. Thôi tôi xin ngừng ở đây để kỳ sau chúng ta tiếp. Nguyện đem tâm đức này truyền hình văn hóa phương Đông đầu tiên ở Việt Nam, là một trong số các kênh đặc sắc trên hệ thống truyền hình An Viên. Kênh An Viên mang nền tảng tư tưởng, giáo lý đạo Phật, giới thiệu các tinh hoa văn hóa Phật giáo, truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, hướng các Phật tử, đạo hữu và cộng đồng bảo vệ và phát huy đạo đức, những giá trị chân thiện mỹ trong cuộc sống. Đó là chương trình Chùa Việt Nam, truyền tải và nâng tầm những giá trị văn hóa, lịch sử, kiến trúc của các ngôi chùa, dòng tu, sân môn pháp phái. Với chương trình Đâu Là Đúng, hứa hẹn hấp dẫn quý Phật tử bằng việc cung cấp, giải đáp, làm sáng tỏ các kiến thức, cách hành xử liên quan đến Phật giáo, Nho giáo, Lão giáo nói riêng và các kiến thức về cuộc sống nói chung dành cho đối tượng khán giả ở tất cả các lứa tuổi và thành phần xã hội khác nhau. Từ đó, mỗi khán giả sẽ có thái độ, hành động và hành xử đúng mực trong cuộc sống. Ngày An Viên cung cấp cho quý Phật tử một cách tập trung những thông tin và phân tích về các hoạt động văn hóa từ thiện, các hoạt động Phật giáo có ý nghĩa lớn ở Việt Nam và trên thế giới. Chương trình cũng đi vào phân tích chuyên sâu những vấn đề xã hội dưới góc độ đạo đức nhằm khuyến khích mọi người sống lành mạnh, làm việc thiện. Kênh An Viên còn mang đến cho quý Phật tử những câu chuyện có thật, khai thác từ thực tế cuộc sống với những gì dung dị, mộc mạc nhất như lối sống, văn hóa ứng xử, tình yêu thương trong các mối quan hệ của mỗi con người. Sống yêu thương được lý giải, nhìn nhận, đánh giá dưới góc nhìn của chính các nhân vật, người chứng kiến
góc nhìn của các nhà tâm lý, chuyên gia, nhà nghiên cứu, giáo dục, để thấy cuộc sống cần có lòng yêu thương, đam mê và biết vượt qua mọi khó khăn. Đó là một diễn đàn về văn hóa, ứng xử thể hiện qua góc nhìn lăng kính, từ những câu chuyện truyền thống đạo đức xưa đối chiếu với nhịp sống hối hả của hiện tại, trong chương trình tọa đàm xưa nay. Chuyện giản dị là những câu chuyện nghĩa tình, những niềm vui giản đơn, những ước mơ, khát khao, những đam mê, tâm huyết để mang đến những điều hạnh phúc nhất cho cuộc sống của chúng ta. Đó cũng là hành trình để con người vượt qua mọi thử thách của chính bản thân mình và hạnh phúc gia đình trong những bộ phim tình huống của chương trình Hiểu và Thương, để quý Phật tử có thể chiêm nghiệm với mỗi hoàn cảnh éo le trong cuộc sống. Ngoài ra, các nhân viên còn mang lại cho quý Phật tử những phút giây thư giãn, một lối sống lành mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần với các phương pháp rèn luyện mang đậm chất phương Đông. Những bộ phim đặc sắc có giá trị giáo dục, văn hóa đạo đức dưới góc nhìn nhiều chiều mang lại những phút giây giải trí bổ ích cho Phật tử trong dài giờ phim truyện, phim hoạt hình. Những dấu ấn thời gian lưu giữ giá trị văn hóa truyền thống, chân dung của lịch sử trong dải giờ phim tài liệu. Hãy đến với kênh An Viên, kênh truyền hình chuyên về văn hóa phương Đông đầu tiên ở Việt Nam. Chỉ từ 33.000 đồng một tháng, quý Phật tử có thể xem kênh An Viên thuộc hệ thống truyền hình An Viên và hơn 40 kênh truyền hình đặc sắc khác. Đặc biệt, quý Phật tử được cho mượn miễn phí thiết bị đầu thu. Hãy đăng ký ngay hôm nay để sử dụng dịch vụ AVG truyền hình An Viên qua số điện thoại hỗ trợ 1900 1900, hoặc truy cập website www.anvien.vn. Chào mừng quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn. Đây là truyền hình An Viên. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với truyền hình An Viên. Truyền hình An Viên, nguồn lợi ích của đồng bào, niềm tự hào của người Việt.